chuyện thế giới thì mình nói rồi, chuyện sơ sơ nước Mỹ nói rồi, kinh tế năm nay rất là khó khăn, mọi người mọi nhà ai cũng phải thủ, thủ cơm, thủ gạo, thủ tiền, thủ thủ tình thương. Mỗi ngày hung con hung chồng được nhiều gắn hung. Rồi dành thì giờ ngồi thiền đọc kinh. Cái này thời xưa mấy vị có dạy mình mà thiên tâm nhân nhất tụng nam mô, thì mình gán đọc kinh ngồi thiền, đó là chủ yếu để mình chờ chờ qua một cái màn mới, một cái thời đại rất là cực kỳ sáng sủa, văn minh, nhân ái của nhân loại. Tại vì trong tương lai á, người nào mà mưu mô tính toán, suy nghĩ xa suy nghĩ gần đó, người đó sẽ không có được gì hết, những cái đảng phái cực đoan càng không được gì luôn. Con người lúc đó khôn hết rồi. Hiện giờ Việt Nam cũng vậy, chỉ có sống tình thương với nhân ái thôi thì mới là tồn tại được. Thì cái thời thế hệ sau này là như vậy, nước Việt sẽ thay đổi cực kỳ lẹ. Rồi tất cả chúng ta về bển để mà lo lại một cái xã hội mới,